Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện Tôi đến mượn cái bật lửa của tác giả Vũ Chết. Chuyện đang được phát trên khung giờ 20 giờ hàng ngày trên Audio Đam Mỹ Thường Truyền, tập 2. Có lẽ âm thanh của y vang lên giữa tiếng mưa đình tại những óc rối xả quá nhỏ bé, hoặc có lẽ mũi súng đưa qua quá ngắn không nhìn thấy được, người bên ngoài không biến đi theo như lời của Nguyên Ngò, mà ngược lại tiến dần về phía cửa khoang. Bây giờ thì có thể xác định được bên ngoài chắc chắn là người. Hoàn ngành tới chơi. Giọng nữ niềm nở vang lên lần nữa. Người kia dừng lại thoáng chốc do dự. Hoàn ngành lần sau lại đến. Hoàn ngành tới chơi, hoàn ngành lần sau lại tới. Giọng nữ vẫn niềm nở vui vẻ cất lên. Đừng có đứng ở đó. Nguyệt Ngọ có hơi kháu khỉnh rồi muốn đưa mũi súng ra ngoài thêm một chút. Nhưng chiều rộng khe cửa có hạn, không đẩy được nữa, đành phải rút súng phóng giáo về nhưng không thành công. Súng phóng giáo vướng giữa khe cửa, chọc ra rút vào đều không xong, làm cho cửa cũng kẹt khỏi mở luôn. Lúc Nguyên Ngọ nhận thấy thế giới này thật vi diệu, muốn chửi nhau một trận, người bên ngoài dường như cảm nhận được phía sau cửa có đồng tính, vì vậy nhích lại gần nó một câu. Chào anh! Giọng nói thật vang dội giữa trời mưa lớn như vậy mà Nguyên Ngọ vẫn nghe rõ được. Hoàn ngành tới chơi. Có thể. Người nào đành lùi lại phía sau một chút. Tắt cái đồ này đi không? Hoàn ngành lại sau lại đến. Nguyên Ngọ không thèm quan tâm tới hắn. Tập trung tìm cách rút cái súng phóng giáo ra khỏi khe cửa. Có thể tắt cái thứ này đi không? Người nọ bước tới sát cửa hô to một câu. Còn mẹ nó, đếch được đâu. Nguyên Ngọ vẫn đang kéo cái súng. Người nọ lần mò được cái máy cảm biến bên cạnh cửa, dùng sức đập cho nó một phát. Tiếng máy cảm biến vỡ vang lên thật to khiến cho Nguyên Ngọ giật mình. Trượt tay một cái vậy mà rút được cái súng phóng giáo ra, nhưng mũi giáo trên đầu súng lại chẳng thấy đâu. Địch mờ, tôi chỉ đập vỡ có một cái máy cảm biến thôi mà anh muốn giết tôi hả? Anh có bị điên không đấy? Tiếng người bên ngoài vang lên đầy kinh ngạc, không tin được cùng với sự sợ hãi. Nguyệt Ngọ mở cửa nhìn xuyên qua màn mưa trước mặt, thấy mũi tên trên đầu súng đang cắm ở trên bom thuyền bên cạnh chân người kia. Y nhanh tay với lấy con dao treo đằng sau cửa chĩa về hắn. Bảo cậu biến đi. Đây là một con dao làm cá, hồi y mua về dùng để làm cá. Có điều lý tưởng bao giờ cũng đẹp đẽ nhưng lại không hề thực tế. Sao mồ xong về nào thì đã dùng được lần nào đâu, bởi vì đây làm gì có cá hồi với cả đồ ăn y làm là bánh mì và mì tôm cơ mà. Nhưng lúc cần dùng phòng thân thì con dao vừa dài vừa nhọn này lại khá thích hợp. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới vũ khí, ý tiện tài lấy được là lấy thứ như vậy, đứng im tại chỗ chẳng dám hò hé. Vừa vặn có một tia chớp xẹt qua, y nhờ vào đó mà nhìn kỹ dáng vẻ của người này. Là một tên tâm thần, giữa thời tiết tháng 7 còn diện cả cây tôn trung sơn, nút áo thì cải sát tận cổ. Mặc dù khuôn mặt đi bị nước mưa rửa nhưng vẫn ra được nét đẹp trai. Nguyên Ngọ cảm thấy phán đoán của mình vừa nhanh vừa chuẩn xác. Chào anh. Người nọ ngẩn ra một lúc rồi mới chìa tay tới. Làm quen đi. Tôi tên là Lâm Thành Bộ. Tôi là Bộ Kinh Vân. Nguyên Ngọ nhìn cái tay đang chìa ra của y vì không còn ánh chớp nữa nên không nhìn rõ gì được. Người kia yên lặng chăm chú nhìn y một lúc lâu, bởi vì ánh sáng quá yếu ớt. Nguyên Ngọ không đoán được rốt cuộc hắn có chuyện gì, một lát sau cũng không thấy hắn định nói thêm câu nào. Chuẩn bị đóng cửa, thích đứng thì cứ đứng vậy đi. Tôi ở dưới nước, người kia đột nhiên mở miệng, tôi bị chồng dưới lòng sông. Nguyên Ngọ liếc mắt lên nhìn hắn. Cùng với đám rong, người nào cho mày nghĩ ngợi, đúng, đứng là giữa đám rong, chầm chầm đu đưa. Nguyên Ngọ cảm nhận được cái lạnh run người dâng lên từ xương cụt, dần dần lan ra theo cột sống khắp dọc cơ thể. Mặc dù câu chữ không giống y hệt, nhưng đây chính là tình tiết y vừa mới viết hôm nay, trừ cái máy tính và y thì không có người khác nhìn thấy. Tên này làm sao mà biết được chứ? Tên Bộ Kinh Vân à không, tên Lâm Thành Bộ này là kẻ nào? Nguyên Ngọ nhìn chằm chằm hắn, trong đầu ngổn ngang hàng tá chuyện, các loại suy đoán trong nháy mắt, cùng lúc bùng nổ, lượng thông tin này ngay cả lúc hắn nghiêm túc viết chuyện cũng không đạt tới được. Sau khi đầu óc chạy vòng quanh 886 vòng thì dừng lại một ý nghĩ. Quỷ! Tôi chết rồi! Lâm Thành Bộ đứng ở đầu thuyền nó vòng vào.
Sau lưng hắn là màn mưa bụi đan xen vào nhau, bốn phía chuyển tới tiếng hạt mưa rơi, vừa giống như gào thét, vừa giống như đang kêu khóc. Nguyệt ngỏ từ gõ bàn phím cành cạch trong đầu. Tôi là, Lâm Thành Bộ vẫn nói. Nguyệt ngỏ bước ra khỏi khoang thuyền, phương tay hướng về phía mặt hắn. Một tia chớp nữa vạch ngang bầu trời kèm theo tiếng nổ vang dội trên đỉnh đầu. Hiệu ứng âm thanh vô cùng bối cảnh này thực sự đúng tại chỗ này chuyên nghiệp. Nguyệt ngỏ dường như nghe được tiếng tay mình vỗ lên mặt Lâm Thành Bộ vang lên một cái tiếng bà rõ ràng. Quỷ! Lâm Thành Bộ ôm mặt. Nguyệt ngỏ không thèm để ý tới hắn nữa, rút mũi tên cắm bên chân hắn, rồi xoay người quay trở về khoang thuyền đóng cửa lại. Mưa ngày hôm nay đổ xuống như chút nước, cảm giác giống như buổi biểu diễn điên cuồng nhất của mùa hè này. Nguyệt ngỏ cắm lại mũi tên vào mũi súng, cẩn thận để xuống rồi đi tới gần khe cửa nhìn lướt qua, không thấy gì cả. Cái máy cảm biến bị đập vỡ mất rồi, thì không đoán được con quỷ tên Lâm Thành Bồ đó có còn đứng trước mũi thuyền hay không. Có điều y vẫn giữ nguyên phán đoán về tên này là hắn mắc bệnh tâm thần. Một con quỷ mà còn bị người ta vỗ bùm bốp chẳng có một tẹo tố chất nào. Nhưng mà làm sao hắn lại biết câu văn y mới viết kia chứ? Nguyên ngỏ nhăn mày, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Máy tính bị hack hả? Thế nhưng, y là cái loại nếu như không viết chuyện mới thì sẽ bị một người duy nhất là biên tập gọi tới gõ đầu thì lấy đầu ra lý do mà bị hack. Lúc Nguyệt ngỏ không nghĩ ra được gì nữa, cầm lấy lon coca chuẩn bị buồn thay chính mình, để cho bản thân hưởng thụ cảm giác cô độc giữa trời mưa như chút nước này, thì cửa khoang thuyền là bị gõ. Y quay đầu, gương mặt dán vào miếng kính trên cửa, làm uy suýt nữa thì bóp bẹp lon coca trong tay. Y chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng đồng đầy nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lâm Thành Bộ. Lâm Thành Bộ đang nói gì đó, nhìn cậu hình miệng thì làm mở cửa. Cửa không khóa, Nguyệt ngỏ nói. Lâm Thành Bộ chắc hẳn là cũng nhìn ra được y nói gì, lập tức đẩy cửa. Thật ra tôi muốn... Đúng đấy, Nguyệt ngỏ nói, nhìn thấy cả người Lâm Thành Bộ ướt sũng đi vào trong khoang thuyền. Nước trên người nhỏ giọt thành vũng trên sàn cạnh chân, y vô cùng hối hận rằng mình đã trả lời. Tôi muốn... Lâm Thành Bộ vuốt nước trên mặt rồi vẩy vẩy tay. Đi ra ngoài. Nguyệt ngỏ cũng nhăn mặt, vậy mà Lâm Thành Bộ ngoan ngoãn làm theo lời y, lập tức lùi lại ra ngoài khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền có hơi ngượng ngùng. Nguyệt ngỏ nhìn hắn lại mở lon coca trong tay ra uống một hớp. Thật ra tôi sang đây. Lâm Thành Bộ dường như hạ quyết tâm, mượn bật lửa. Cái gì? Nguyệt ngỏ nhiều mắt phủ phủ thổi lọn tóc bay phất phơ trước trán. Tôi tới để mượn cái bật lửa, Lâm Thành Bộ đáp. Nguyệt ngỏ nhìn chằm chằm cái con người ướt rườn rượt từ trên xuống dưới này, chắc phải tầm một phút sau mới hỏi. Chọn đại mạo hiểm hả? Hả? Lâm Thành Bộ ngẩn người nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu. Ừ. Nguyệt ngỏ mò sang bên cạnh lấy cái bật lửa ném qua. Lâm Thành Bộ đón được cái bật lửa bỏ vào túi. Đi đi. Nguyệt ngỏ nói cảm giác giọng mình có chút khàn lại, uống thêm một hớp coca. Rất vui được biết anh. Lâm Thành Bộ gật đầu với y một cái. Biến. Bỗng sự Nguyệt ngỏ cảm thấy bực bội. Không biết vì là hôm nay có quá nhiều chuyện hay đúng phải hai người xa lạ khó hiểu làm y bứt rứt. Lâm Thành Bộ không ở lại nữa, quay người đi tới mũi thuyền rồi nhảy về phía trước. Phiến gỗ giữa hai con thuyền bị rút đi rồi, bạn nãy chắc chắn nhảy sang đây. Thế nhưng Nguyệt ngỏ vừa uống một hớp coca lại nghe thấy tiếng Lâm Thành Bộ ngã xuống nước. Mưa rất to, gió còn mạnh hơn. Thuyền lắc lư liên tục, khoảng cách giữa hai con thuyền đã không còn như lúc hắn nhảy sang bàn máy. Nguyệt ngỏ thở dài, sửa vào tấm nệm phía sau lưng. Nước bên này sâu hơn so với bến tàu bên kia. Y nghĩ ngợi xem tới lúc Lâm Thành Bộ kêu cứu thì y có nên đi cứu người hay không. Có điều Lâm Thành Bộ biết bơi, cậu thậm chí còn không kêu tiếng nào, chỉ vùng vẫy trong nước chút xíu rồi đã leo lên được con thuyền bên cạnh, sau đó y mắng rời đi. Nghi vấn trong lòng Nguyệt ngỏ vẫn chẳng có câu trả lời, nhưng y cảm thấy cuộc sống của mình thì cứ lồn tồn phèo như vậy. So với việc biết rõ lý do Lâm Thành Bộ tới đây hay làm thế nào để biết được nội dung chuyện trường hôm nay y mới viết, y quan tâm tới việc tại sao mấy ngày nay là chỉ viết được 3.600 chữ hơn. Đã lâu rồi y không đăng chuyện mới, sắp không có mì gói mà ăn nữa. Điện thoại di động hình như đã không kêu từ tháng trước, vốn dĩ cũng chẳng có ai liên lạc với y.
Nhưng bây giờ, ngay cả tin nhắn thông báo như số OTP tài khoản của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc sẽ nhanh chóng hết hiệu lực, mời kiểm tra nhanh. Tài khoản Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc của ngài có 10.000 điểm tích lũy mà cũng không nhận được, có lẽ bị khóa thuê bao luôn rồi. Nguyên Ngọ thở dài, đứng dậy đóng cửa lại kỹ càng, lau vũng nước mà Lâm Thành Bổ dấm ra, rồi mới quay lại trên đệm ngồi, mở máy tính ra một lần nữa viết. Hắn đứng sát mép nước rất lâu, có thể phản chiếu rõ ràng gương mặt hắn, nhưng lại không thể nhìn được gì dưới mặt nước, chỉ có bầu trời âm u lúc ẩn lúc hiện chiếu xuống mặt nước. Gió thổi một gợn nhẹ trên mặt nước khiến mặt hắn loang ra thành từng vòng, đủ các loại hình dạng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn từng nghe thấy âm thanh này, giống như tiếng than thở, giống như tiếng khóc thút thít, hoặc giống như tiếng kể lể. Nhưng cho dù có lặp đi lặp lại trong hồi ức của hắn bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm đi chăng nữa, cũng không thể nhận ra đây là âm thanh của ai nói điều gì. Gương mặt trong nước trở nên mơ hồ không rõ, bất chợt hắn lại không chắc chắn được đây là mặt của ai. Muốn nhìn cho rõ ràng nhưng cảm giác mờ mịt lại càng trở nên mãnh liệt. Cảm giác sợ hãi trong lòng hắn dần dần lớn lên, căng thẳng và khiếp sợ. Trước mắt mờ mịt, suy nghĩ mờ mịt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn há to miệng cố gắng hít thở, vậy mà không khí cứ bị trói buộc trong bốn bức tường. Nguyệt Ngọ bừng tỉnh há miệng thở hổn hển, rất lâu sau mới có thể từ từ lấy lại tinh thần. Ý đứng dậy dày dày chán của mình ra phía bên ngoài cửa sổ. Mưa tạnh rồi ánh mặt trời rạng rỡ giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài những đám mèo với lục bình bị mưa đánh dập nát, nổi trồi trên mặt nước thì không còn chút dấu vết nào của trận mưa như chút nước đêm qua. Ý đứng ở đuôi thuyền đánh răng trong ánh nắng mặt trời. Mặt nước phản chiếu ánh sáng ngược lên làm Ý nheo mắt không mở nổi. Phía xa đằng kia có người nói chuyện rất lớn tiếng. Có vẻ như công nhân đang làm báo cáo chuyện đám cá trong lồng bè đã chạy mất sau trận mưa xối xả đêm qua. Ý nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy lượt, hít mùi tanh nhàn nhạt của bèo theo không khí vào phổi. Cảm giác thư thái đi rất nhiều, cuốn trôi dần dần đi sự hít thở, không trông trong giấc mơ vừa phải qua. Hôm nay phải đi một chuyến lên thị trấn, cà phê mua đợt trước cũng sắp hết rồi, tiện mua thêm mấy thứ kem đánh răng xà phòng bị ăn liền. Còn có bia, coca, đồ ăn vặt và các thứ khác nữa. Nguyệt Ngọ cầm một tập giấy ghi chú ở trên bàn viết lên những gì muốn mua vào. Những chữ ngày càng xấu, y xé tờ giấy ra nhét vào túi. Trên tờ giấy vốn có ghi những thứ y muốn mua từ trước. Nhìn chẳng hiểu viết cái gì, nhưng vẫn còn đẹp hơn bây giờ chán. Chà rồi, Nguyệt Ngọ dùng tay trả lại tóc rồi đội mũ đi ra ngoài khoang thuyền. Cách cầu chậm gần nhất là Trấn Tiểu Giang, đi xe máy chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ. Một ngày lên phố đi chợ sẽ đột nhiên có ảo giác như từ nơi hoang dã lao vào cuộc sống của xã hội văn minh vậy. Nguyên Ngọ có một chiếc xe gắn máy đặt trong phòng chứa củi ở nhà của chủ thuyền. Cả tháng y chỉ có một lần, còn bình thường thì những chỗ gần gần y đều đi bộ, chủ yếu là tránh vào trong thôn. Trong thôn kỳ thực có không ít du khách, còn có hàng hóa bày bán cho khách du lịch, nhưng có vẻ như y sống xa cách với nhân loại quá lâu, hoặc là viết mấy thứ thần bí u ám nhiều quá rồi mà gặp người trong thôn thì y như rằng sẽ thấy ánh mắt họ nhìn mình cứ là lạ. Chủ thuyền ở nhà, Nguyệt Ngọ gật đầu với ông một cái, rồi vào phòng, chứ củi moi theo con xe của mình ra ngoài. Xe này chủ thuyền đi không ít lần, trên bánh xe còn kẹp bùn đất, phía sau còn dính lông gà, trên bình xăng còn có vết xước, có điều dù gì cũng được để xe miễn phí. Xăng lúc đầu lúc nào cũng đầy, thì không sò đò mấy cái này làm gì, vốn chi ngày trước mua thuyền cũng được giá rẻ, là mua hả? Hay là thuê, mua lúc nào? Thuê lúc nào thì đóng tiền thuê. Nguyên Ngọ nhảy lên xe chống chân cả lúc lâu vẫn không nhớ ra nổi. Muốn tới cầu Trầm nhất định phải đi qua Trấn Tiểu Giang, người qua lại mùa này là đông nhất, phần đông đều là du khách trong thành phố tự mình lái xe sang chơi, đường ngắn và dễ đi. Cũng có điều vì quá nhiều lái xe mang theo tư tưởng mấy người rằng một đám đần độn, chỉ có mỗi ông đây thông minh nhất, sau đó lái chậm chậm sang con đường bên kia.
vừa vào trấn đã đâm đầu vào con đường tắc cứ, tới cả xe máy cũng chẳng lách nổi. Nguyễn Ngọ dừng xe ở ven đường, cúi thấp đầu đi bộ, vì phải đến cái thị trấn siêu nhỏ trông chờ để mua cà phê, rồi tiện mua đồ luôn. Mặt trời chói chang, bụi bặm khói xe, còi báo lò phóng thanh trong tiệm, đủ các loại tiếng rao hàng mời gọi. Cái trấn nhỏ rất có hơi thở của con người cũng rất ồn ào. Nguyễn Ngọ rút một cái khẩu trang ra che lên mặt, bước vội đi giữa một tập hộp hỗn tạp bao gồm xe máy, xe công nông, người trong thành phố và cả người trong thôn. Bên cạnh có người kêu lên, giọng nói cũng rất vang dội. Nguyễn Ngọ hoàn toàn hiểu rõ thế nào gọi là mắt không thấy, tâm không phiền. Mặt dán xuống đất đi thẳng về phía trước. Này, người nào lại gọi một tiếng nữa? Nguyễn Ngọ cảm thấy âm thanh này thể hiện cực kỳ rõ ràng rằng nhân vật mục tiêu trong lời người kia chính là y. Khi y còn đang do dự có nên quay đầu hay không, giọng nói kia cũng đã gần hơn rất nhiều. Nguyễn Hình Thiên. Nguyễn Ngọ nhíu mày, lúc quay đầu y cũng nghe được đây là giọng của ai. Chính là cái tên bệnh tâm thần hôm qua nói mình là quỷ. Còn nhớ tôi không? Hôm nay Lâm Thành Bộ không mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn kia nữa, chỉ mặc một cái áo phẩm cùng với một cái quần đùi hoa hòe hoa sói. Nhìn qua giống như là đi biển nghỉ mát vậy. Nguyễn Ngọ không nói năng câu nào. Hình Thiên là bút xanh y dùng viết chuyện, biết cái tên này cũng chẳng có gì lạ lạ, cũng không chắc là độc giả. Nhưng việc trước khi Lâm Thành Bộ gọi cái tên mình là Thiên còn thêm một chữ Nguyên đằng trước lại khiến y để tâm. Không ai biết đi tên gì, y dùng một cái thẻ căn cước khác cho chủ thuyền. Tên là gì không quan trọng, dù sao cũng không ai biết. Cả nhà đầy đầu cũng không ai biết, chỉ gọi y là Tiểu Ngọ. Làm sao Lâm Thành Bộ lại biết? Nguyễn Ngọ nhìn hắn một cái, rồi quay đầu đi tiếp. Quá nhiều chuyện không hiểu được, vẫn nên là đừng có tốn neuron thần kinh cho những chuyện này. Khoảng thời gian này, vốn nên dùng để nghĩ đã rõ ràng cốt truyện thì hơn. Rất nhiều chuyện, một khi không nghĩ đến nữa, không để trong lòng thì cũng tương đương với không còn tồn tại. Cái thế giới này với ý đơn giản bao gồm mình và những người khác. Y dùng tư tưởng này để tìm tìm cho mình một con đường lui. Có điều Lâm Thành Bộ này lại khác với những người khác. Nguyễn Ngọ rõ ràng đã thể hiện ra thái độ không muốn tiến thêm một bước nói chuyện. Hắn vẫn sấn tới. Chắc anh còn nhớ tôi nhỉ, tôi là Lâm Thành Bộ nè. Hắn thậm chí còn vươn tay ra muốn bắt tay, sau khi không được đáp lại, đành rút tay nhét vào túi quần. Anh thấy không? Anh đeo khẩu trang mà tôi còn nhận ra, tôi cảm thấy tôi đẹp trai thế này, chắc anh vẫn còn nhớ tôi. Nguyễn Ngọ vẫn cúi đầu đi tiếp, nghe thấy câu này mới vặn cái cổ mình sang nhìn hắn. Không phải hả? Lâm Thành Bộ cười thành tiếng. Nguyễn Ngọ tiện tay lấy một cái chậu đất ở bên cạnh một hàng tạp hóa giơ lên trước mặt hắn. Gì thế? Tôi không mua cái này, anh thích thì mua đi, cũng được đấy. Lâm Thành Bộ nói, nhưng cái màu nâu đỏ này xấu quá, anh lấy màu xanh đi. Xảy như thế này này, Nguyễn Ngọ nói. Hả? Nguyễn Ngọ kéo khẩu trang xuống, mặt cậu đấy. Nguyễn Ngọ nhìn túi cà phê to đùng thấy rất hài lòng. Mặc dù uống nhiều rồi y sẽ bị đau bụng, nhưng mùi thơm của cà phê làm y có cảm giác yên bình. Nguyễn Ngọ nhét hết những vật dụng mua đủ theo tờ giấy ghi chú và một cái bọc to, đang cầm phí chuẩn bị trả tiền. Lâm Thành Bộ đi vào, còn tiện tay nhấc cái túi lên. Làm thế này, anh mua đồ dùng một lần cả tháng hả? Hay nửa tháng? Không mua thêm trái cây hả? Bất kể từ vẻ mặt hay giọng điệu hay cái gì đó khác, Lâm Thành Bộ cứ luôn tỏ ra giống như đã quen biết đi cả trăm năm rồi. Cái kiểu bất chấp không kiêng nể gì khiến Nguyễn Ngọ cảm thấy được sự tức giận và bực bội của mình đang lan lên từ gót chân. Nguyễn Ngọ không để ý tới hắn, đi thẳng ra khỏi cửa tiệm rồi theo phố quay về. Tận tới lúc đi tới bên cạnh xe gắn máy, y mới dừng lại. Lâm Thành Bộ vẫn tò tò đi theo y, đặt túi đồ lên yên xe. Có cần lấy dây buộc không? Nguyễn Ngọ không đáp, đi vào con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà lầu rồi vẫy tay gọi hắn. Hả? Làm sao? Lâm Thành Bộ lập tức đi theo. Mới vừa tiến tới gần, hắn đã bị Nguyễn Ngọ nắm lấy cổ áo, quăng mạnh về phía bức tường. Lâm Thành Bộ mới loạng choạng một cái, đã bị y bóp cổ đè lên tường. Rốt cuộc có muốn gì?
Nguyên Ngọ khàn giọng hỏi. Lâm Thành Bồ nhíu mày nhìn y với ánh mắt phức tạp. Qua một khoảng thời gian đi được chặng đường hơn 10 bước thì mới đáp. Thực sự anh không tin tôi là quỷ hả?